Vấn đề vực thẳm tài khóa hay vách đá tài khóa hiện đang là mối quan tâm hàng đầu trong đời sống chính trị và xã hội của nước Mỹ sau khi cuộc bầu cử kết thúc với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. Song bên cạnh vấn đề đó thì giới nghiên cứu Mỹ cũng đang phân tích những thách thức tổng thể đối với chính quyền của Tổng thống Obama trong thời gian tới. Tổng hợp của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Đây là một trong hàng loạt các cuộc hội thảo đã và đang diễn ra tại thủ đô Washington DC, Mỹ sau kỳ bầu cử tổng thống. Các học giả, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đến đây để thảo luận về những thách thức đối với Tổng thống Barack Obama trong thời gian tới và giải pháp. Thách thức lớn nhất rõ ràng là giải quyết vấn đề ngân sách của nước Mỹ nhằm tránh cái mà chúng ta gọi là vách đá tài khóa, bao gồm một loạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế tự động mà phần lớn mọi người cho rằng sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế Mỹ đang yếu kém. Thách thức thứ hai là làm sao để triển khai đạo luật cải cách thuế, tiến hành cải cách chính phủ, cũng như triển khai chương trình bảo hiểm y tế đã được Tổng thống phê chuẩn 2 năm trước, và phần lớn các điều khoản sẽ hết hiệu lực vào năm 2014. Do đó, sẽ là một thách thức lớn, và tất nhiên là Tổng thống cũng đang phải đối mặt việc làm thế nào để giúp quân đội Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan mà vẫn bảo vệ được nước Mỹ và thế giới trước chủ nghĩa khủng bố. Điều mà Tổng thống cần phải nỗ lực hơn nữa là thúc đẩy nền kinh tế, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới, đồng thời giải quyết những vấn đề trong nước, bao gồm tạo công ăn việc làm, giảm bớt tình trạng bất ổn của thị trường thông qua bất kỳ biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế nào có thể. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những thách thức này sẽ khó có thể vượt qua khi mà tình trạng bế tắc chính trị trong nội bộ nước Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Điều chúng ta có thể thấy là sự nâng cao nhận thức về tình trạng bế tắc chính trị từ phía Đảng Cộng Hòa và Tổng thống, rút ra bài học để có cách đàm phán tốt hơn với Quốc hội, đặc biệt là khi có vị thế đàm phán tốt hơn sau tái đắc cử. Vị thế này tốt hơn so với khi Tổng thống thắng cử trong nhiệm kỳ đầu và Quốc hội có khả năng sẽ phải thỏa hiệp hơn. Do đó, Tổng thống sẽ có cách đàm phán khác và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, thì Quốc hội cũng cần phải có tinh thần sẵn sàng thỏa hiệp hơn. Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành hàng loạt các cuộc gặp gỡ với đại diện hai đảng trong Quốc hội và các nhóm lợi ích nhằm tìm kiếm một giải pháp tổng thể cho vấn đề vách đá tài khóa. Song tới nay, vẫn chưa có được tiến triển tích cực. Thách thức cơ bản và cốt lõi đối với Tổng thống Barack Obama hiện nay chính là tình trạng chia rẽ nội bộ sâu sắc mang tính đảng phái chính trị. Yếu tố này đã, đang và sẽ tiếp tục cản trở chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong việc đạt được một thỏa thuận cân bằng trong vấn đề cắt giảm thu hút ngân sách nhằm tránh cho nước Mỹ rơi vào tình trạng người ta gọi là vách đá tài chính, đồng thời đe dọa việc triển khai các chương trình nghị sự của Tổng thống Barack Obama trong những năm tới cả về đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ tin rằng cả hai đảng, chính quyền và quốc hội đều không muốn để tình trạng này kéo dài. Song, việc chấm dứt tình trạng này như thế nào và vào lúc nào là câu hỏi mà người ta vẫn chưa có được câu trả lời. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ.